Rồi, hello, xin chào anh em nha. Hôm nay em lên cho anh em một cái đầu máy VV VH240. Con này nòng 40 ly nha anh em. Con này chạy lực ha. Con này thì hơi hám cũng còn khá là ok, tum rời luôn nha. Đó. Con này em lục ra thì em bán rẻ cho anh em ha. Đầu này em bán 950 nha anh em. 950 nha, máy là trợ lực hơi hám ngon lành nha. Về anh em làm nổ lại xài. Con này bố lớn luôn nha anh em. Đầy đủ đồ ha, chỉ có không có cần thôi. Còn lại là đầy đủ đồ hết. Đó. Này là bán anh em là 950 ha, nòng 40 ly nha anh em. Cái này thì hàng tàu nha. Hàng tàu nhưng mà nó là trợ lực nòng lớn. Hơi hám là còn ngon lành đàng hoàng nha anh em. Rồi, ở đây em có một bộ lâm xích 40 lam xích của Maru Yanma rất là đẹp. Lam này xích này xích bãi luôn nha anh em. Đó. Lam này có tăng xích trên cây lam luôn ha. Lam này là 40 mà cắt của nó là còn 35. Bộ này em bán 350 nha anh em. 350k cho bộ này thôi ha. Rất là rẻ. Đó. Rồi, bên này em có một cái bình xăng con của L43. Bên này là của Trung Quốc nha anh em. Đó. Còn bên này là của Nhật. Đó. Bình xăng con này là bình xăng TL43 Winro. Đó. Hôm nay em có được hai cái. Thì một cái này anh em để lấy đồ về xúc rửa chạy, còn cái này là đang chạy bình thường. Đang xài bình thường luôn nha anh em. Bình hai cái này em bán 300.000 nha anh em, 300 hai cái. Một cái bình quên bật rồ ha, xài cho thu 143 được nha anh em. Hoặc là TL43. Đó, hoặc là 541 ha. Bình xăng hộp to. Rồi hai cái 300 luôn ha. Đó, bán cho anh em về anh em để anh em làm nhé. Anh em nào lấy thì liên hệ với em. Rồi ok. Đây là ba món nha anh em ơi. Rồi, em có con đầu xịt solo nha anh em ơi. Con này bơm lớn ha, nó đang bị thiếu một cái đồ ở bên đây nè. Còn lại thì nó đa số đầy đủ hết nha anh em. Con này solo 109 tum lớn ha. Hơi hám cũng còn ok, ngon lành đàng hoàng. Máy rất mới luôn anh em. Rồi ok. Con này toàn bộ xài lục giác bông hết nha anh em. Con này hơi hám ok luôn. Còn ngon lành hết, còn đầy đủ đồ. Rồi, bộ này bán cho anh em 1.1 triệu nha. Bộ này bán cho 1.1 triệu. Đó, còn dư ra thì em bán rẻ hơn nha anh em. 1.1 triệu nha. Anh em rồi mua thì liên hệ với em nha. Rồi, một cái đầu máy cá cọ Mitsubishi TL231 nha anh em. TL231. Này là đầu máy zin hết luôn anh em. Bình xăng 2 kim luôn nha. Đó, bình xăng 2 kim luôn. Máy thì đẹp cực kỳ. Nói chung là đẹp long lanh luôn nha anh em. Đó. Con này tum rời ha, anh em lắp xịt thuốc rồi được ha. Đây anh em thấy mấy rất là đẹp. Đó, TL231. Đó. Nè, siêu phẩm luôn nha. Con này có trợ lực nha anh em. Trợ lực ha. Đó, rồi, đầu này em bán 1.5 triệu nha anh em. Bao ship cho anh em nhé. Anh em nào lấy thì liên hệ với em ha. Rất là đẹp luôn. Quá đẹp cho đầu này nhé. Rồi. Vừa rồi em đã quay thêm một ít món, thì anh em ưng ý món nào thì liên hệ với em nhé. Số điện thoại là 0344341710. Đó. Rồi, bye bye anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem và theo dõi video nha.